Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt để bù thỏa đáng 714 741 2008. Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Công ty J&A, nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm Á Đông trên toàn nước Mỹ với các mặt hàng khô thương hiệu hai con ngựa. chúng tôi đang đề cập đến à, tai nạn máy bay của hãng hàng không Nhật Bản tại phi trường Haneda. Câu hỏi đặt ra là ai chịu trách nhiệm? thì bây giờ họ biết được à, sau cuộc điều tra rõ ràng hơn là người phi công của chiếc máy bay tuần duyên Nhật Bản. À, chắc có lẽ vì nôn nóng quá bởi vì vào thời điểm mà xảy ra tai nạn là các máy bay từng tuần tra của Nhật họ phải đáp ứng cái nhu cầu khẩn cấp liên quan đến cứu vớt những nạn nhân trong cái vụ động đất ở phía tây nước Nhật. Cái người phi công này không được phép ra phi đạo vào thời điểm đó. Trạm không lưu đã nói chờ mà không biết vì lý do nào có thể nghe hay đi thế nào đó mà y đã lái chiếc máy bay này ra phi đạo vào đúng thời điểm chiếc Japan Airlines đáp xuống à, và người mặc dầu cuộc thẩm vấn người phi công nói rằng ô tôi đã nhận được uh, uh, sự chấp thuận để cho máy bay cất cánh ra phi đạo mà nhưng mà họ nói không theo cái transcript thưa quý vị uh, transcript là cái đoạn ghi âm á, của uh, tất cả các cuộc nói chuyện giữa trạm không lưu và phi công vào thời điểm đó họ mang toàn bộ đúng vào cái thời điểm đó thì rõ ràng người ta thấy trong đó có đoạn người chạm không lưu không cho phép người phi công này. Họ chưa có nói đến cái chuyện mà anh được phép ra phi đạo vào thời điểm đó. Tuy nhiên, họ có đoạn ghi âm nói rằng người chạm không lưu, nhân viên chạm không lưu đó, cho phép phi công của chiếc máy bay Japan Airlines 379 hành khách đó đó được phép đáp thì đó là những cái điểm. lẽ đương nhiên họ vẫn tiếp tục điều tra, họ muốn à, xem thêm nữa cái tiến trình an ninh, cái tiến trình an toàn và kể cả cái chiếc máy bay này à, nguyên nhân dẫn đến à, cháy và cái cháy nó như thế nào để mà bảo đảm à, cho những cái vụ mà tai nạn trong tương lai không xảy ra nữa. Và quay trở về những bản tin địa phương Hoa Kỳ thì thưa quý vị vào tuần trước ở tại Úc Linh đã xảy ra một cái chuyện thương tâm đó là có một anh cảnh sát Cốc Việt trong lúc mà đang làm nhiệm vụ thì bị cướp bắn chết thì đến ngày hôm qua đó phía cảnh sát Úc Linh cho biết họ đã chính thức bắt được ba cái kẻ gây ra cái chuyện này và bây giờ đang truy tố hai trong số ba kẻ thì vào ngày thứ sáu tuần trước ngày 26 mươi tháng 12 ở tại úc linh ở một cái khu cơ sở thương mại đó có người gọi là lúc sau một giờ sáng có những kẻ đang cướp một cái tiệm bán cần sa giải trí thì lúc đó những người cảnh sát họ đã đến đó rồi thì bọn chúng đã đi mất thì chắc cảnh sát họ cũng làm report rồi vân vân sau đó họ và bỏ đi nhưng mà đến 4 giờ 33 phút thì người dân lại gọi báo lần nữa là những cái tay này đó đã quay trở lại cùng cái tiệm đó và bây giờ chúng đang muốn à, đang khiên đồ ra cho nên là lần này nhiều cảnh sát kéo đến hơn à, trong đó có anh Tuấn Lê 36 tuổi nhưng mà anh lại mặc thường phục thì không biết lúc đó là anh có thật anh có đang giống như làm việc hay không hay là đang ở gần khu vực đó nhưng mà nghe báo thì cũng đi đến đó luôn thì cảnh bây giờ cái report của cảnh sát Úc lên cho biết là khi cảnh sát kéo đến đó là có vài ba kẻ thật sự đang khuân đồ từ ở trong cái tiệm đó bỏ lên xe thì chúng thấy cảnh sát ngay lập tức chúng rút súng ra bắn thì không may là anh tuấn lê đã bị trúng đạn đưa vào trong bệnh viện nhưng mà anh không có qua khỏi thì bây giờ đó phía cảnh sát cho biết là sau gần một tuần điều tra cuối cùng họ đã bắt được ba kẻ à, trong đó hai cái tên là Mark Sanders và Alan Brown à, đã chính thức bị truy tố bởi vì đây là hai cái kẻ nổ súng vào hướng những người cảnh sát. Còn cái tên thứ ba là Sabron Russell thì không có nổ súng nhưng mà có thể nhưng mà cũng là tham gia trong cái vụ này cho nên có thể bị truy tố cái tội là đồng phạm. Hai cái tay mà nổ súng bắn chết anh Tuấn Lê à, nếu như mà bị phán tội à, giết người đó thì sẽ ở tù mà không được parole vào sáng ngày hôm qua thưa quý vị phiên họp của quốc hội sacramento đã phải bị trì hoãn đến ngày hôm nay thì họp lại đó và chưa biết có bị cản trở hay không sau khi một nhóm người biểu tình ủng hộ palestine và chống đối các nỗ lực của phía hoa kỳ trong đó kể cả california nữa một cái khẩu hiệu được thả xuống nói rằng california cái tiền thuế của người tiêu thụ đó đóng góp cho do thái hàng năm lên tới 600 triệu Mỹ kim. Rồi hàng ngàn hàng ngàn quả bom đã thả xuống vào giải Gaza trên đầu của người Palestine. Không cho phép ngân sách của Hoa Kỳ cung cấp để mà cho do thái trong cái vụ mà họ gọi là diệt chủng người Palestine. À, ở tại các tòa nhà quốc hội mỗi ngày trong các phiên họp họ vẫn cho phép người dân vào để mà nghe các phiên điều trần của các nhà làm luật ở quốc hội cộng hòa dân chủ một cái phong cách mở rộng tuy nhiên có một nhóm họ vào đây có thể là họ đã mặc áo che xong nên không ai để ý đến cái việc cái cái khẩu hiệu biểu tình của họ cả khi vào đây rồi thì họ tháo ra và quý vị thấy mặc chiếc áo đèn có dòng chữ trắng để ủng hộ người Palestine đó. À, họ rồi họ ném nghĩa là rác thải rồi cờ quạt vân vân ủng hộ người Palestine xả xuống đây à, trong cái 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 vòm cầu ở các tòa nhà quốc hội thường có những cái rotendo cái vòm cầu đó. thì ngay ở cái trung tâm đó những người à, được phép vào đây đã sau khi an ninh được vào từ bên trong tòa nhà quốc hội họ sẽ đứng trên và họ nhìn xuống thấy các vị dân biểu đang thảo luận với nhau thì cái vụ này đã gây ảnh hưởng. Và điều này cho thấy rằng các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine chống đối sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Do Thái khi cái tiến trình trong giải Gaza vẫn đang tiếp tục hiện nay. Và thưa quý vị, mới cách đây 15 phút thì lực lượng cảnh sát ở tại thành phố Perry, nơi mà xảy ra cái vụ xả súng vào sáng ngày hôm nay đó, họ đã mở cái cuộc họp báo và họ đã công bố một số những cái chi tiết. À, thứ nhất đó là tay súng đã tự sát trước khi mà cảnh sát kéo đến và y đã bắn tổng cộng là ba người trong đó là có hai học sinh và một nhân viên văn phòng cả ba đều bị thương mà bây giờ một người trong số này đó bị thương khá nặng nhưng cảnh sát không nói là người nào và thứ hai nữa bây giờ cảnh sát chỉ có thể nói là tay súng có thể là học sinh nhưng mà không biết là học sinh vẫn còn đang theo học ở đây hay là đã từng là học sinh à, nhưng mà bây giờ cái nguyên nhân vì sao mà nổ súng thì cảnh sát họ vẫn không công bố bởi vì họ nói là cái cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục diễn ra và đây là những cái tin tức mới nhất cho cái vụ xả súng ở tại thành phố Perry tiểu bang Iowa thưa quý vị. bên cạnh đó trong một cái vụ chiến dịch bí mật bản tin ghi nhận ngày hôm nay đó là quân đội Hoa Kỳ phối hợp Cơ quan tình báo CIA phối hợp với cơ quan mô sát tình báo của Do Thái, họ âm thầm và phải công nhận cái việc thực hiện này vô cùng nguy cơ nếu xảy ra mà bọn Hamas biết trước. Và họ nói rằng cái chiến dịch này đã giúp được cho một người mẹ và một ông chú của một binh sĩ Hoa Kỳ. Và đây là một cái chiến dịch vô cùng công phu và cuối cùng cứu thoát được con tin này. Bản tin đưa ra rất hay, thế nhưng rất tiếc chúng tôi hết giờ và xin hẹn lại vào chương trình Thời sự Thế giới ngày mai. Mời quý vị trả lại với chúng tôi lúc 5 giờ chiều nay với bản tin cập nhật buổi chiều và tin nổi bật với Đinh Quang Anh Thái. Các đề tài liên quan tới hồ sơ được giải, được bạch hóa. Jeffrey Epstein. nếu vào trong YouTube, mong quý vị nhấn một nút like và subscribe quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.